Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận trực tiếp vòng thi đấu thứ 7, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 để tìm ra các kỳ thủ có thứ hạng cao. Sau đây sẽ là trận đấu cực kỳ là lầy lừa và hấp dẫn ở bàn đấu số 1 của bảng B giữa kỳ thủ Vũ Huy Tuân của câu lạc bộ Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ nhà, và kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm đến từ câu lạc bộ Kiến An Hải Phòng. Và như vậy là trận đấu rất quan trọng giữa hai kỳ thủ Vũ Huy Tuân của Hạ Long và kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của Kiến An Hải Phòng đang diễn ra rất thú vị. Bên đỏ đã sử dụng khai cuộc ngũ lục pháo rất chắc chắn để tấn công vào hệ thống phản cung mã của đối phương. Và đấu này, kỳ thủ Vũ Huy Tuân đang dẫn đầu giải đấu ở bảng B. Và nếu mà anh thắng bàn đấu này thì anh sẽ bất chấp mọi kết quả khác và sẽ tiến vào trận chung kết để gặp kỳ thủ Hứa Quang Việt của đội tuyển Hạ Long. Và đó sẽ là một trận chung kết nội bộ của đơn vị chủ nhà Hạ Long trong giải đấu cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ. Ở vòng đấu các bạn đang xem đây thì theo như quy định của ban tổ chức thì các vận động viên trong cùng một đội sẽ không gặp nhau. Vì vậy là ban tổ chức sẽ phải rất gắt gao và kiểm soát tốt về các vị trí bốc thăm. Lúc này các bạn thấy rằng là kỳ thủ bên đỏ đã tránh đổi quân và bình sang lộ 6. Hai bên đang hình thành lên một thế trận tấn công và phòng thủ rất là hay. Đó là thế trận ngũ lục pháo đối phản cung mã. Vâng, giải đấu đang đi đến những giờ phút cuối cùng rồi. Chỉ còn ván đấu này xong là sẽ khép lại quá trình thi đấu của giai đoạn 1, tức là kết thúc 7 ván đấu đầu tiên. Ở hai bảng AB sẽ tìm ra hai kỳ thủ xuất sắc nhất giành quyền vào chơi chung kết. Bảng A là có sự tham gia của 23 kỳ thủ, đều là các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các giám đốc doanh nghiệp và các thủ trưởng đơn vị. Còn bảng B là các kỳ thủ còn lại của các đội. À, bên bảng B thì đông hơn một chút với 27 người tham gia. Tuy nhiên thì theo luật thi đấu vẫn là 7 ván hệ Thụy Sĩ. Ở bảng A thì tình hình có lẽ đã ngã ngũ khi mà kỳ thủ Hứa Quang Việt đã độc chiếm ngôi đầu sau 6 ván toàn thắng và gần như chắc chân vào chung kết. Còn ở bảng B thì cuộc chiến đang diễn ra rất nóng bỏng. Kỳ thủ của đơn vị chủ nhà là Vũ Huy Tuân thì đang có một chút lợi thế với việc là đang hơn nửa điểm so với nhóm bám đuổi, là gồm 3 kỳ thủ, đó là Lê Trắc Nghiêm của Kiến An Hải Phòng 4,5 điểm, Nguyễn Văn Minh của Kinh Bắc Bắc Linh 4,5 điểm và Nguyễn Văn Tuấn của Song Hào Nam Định cũng được 4,5 điểm. Như vậy là 4 kỳ thủ sẽ tranh một suất, còn kỳ thủ đứng thứ nhì của mỗi bảng sẽ vào chơi trận 3-4. Các trận đấu chung kết và 3-4 sẽ diễn ra sau khi trận thi đấu thứ 7 là kết thúc trong ít phút. Và thay mặt những người làm chương trình, xin chân thành cảm ơn sự yêu mến, ủng hộ, động viên của các đơn vị tài trợ, cụ thể như là Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh,
Liên đoàn Cờ Việt Nam, Tập đoàn Central, Tập đoàn Rick Group, Công ty Bánh Mì B Cộng, Công ty Tempre. Trong trường hợp mà sau khi kết thúc 7 ván có các kỳ thủ và bằng điểm nhau thì thứ tự xếp hạng sẽ lần lượt căn cứ vào các hệ số phụ như sau. Đầu tiên đó là tổng điểm đối kháng trong nhóm các kỳ thủ bằng điểm. Hệ số phụ thứ hai đó là bút gôn bỏ một thấp nhất. Sau đó đến hệ số bút gôn, rồi số ván thắng, số ván đi sau, số ván thắng khi đi sau, ván đối kháng, màu quân của ván đối kháng. Và nếu như tất cả vẫn bằng nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm. Vâng, đây là hai kỳ thủ có lẽ là rất xa lạ đối với cả khán giả xem cờ khắp nơi. Tuy nhiên thì hai anh đã chơi những trận thi đấu rất hay trong ngày hôm nay tại giải cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ và đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Kỳ thủ Vũ Huy Tuân là người ngồi bên tay trái cầm quân đỏ của đội tuyển Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh đang dẫn đầu giải đấu rồi. Còn kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của câu lạc bộ Kiến An Hải Phòng thì cũng đang ngấp nghé để có thể lật đổ được kỳ thủ Vũ Huy Tuân nếu như đi hậu thắng ở ván đấu này. Thế trận của bên đỏ đang cực kỳ là vững vàng. Mà các bạn thấy rằng là hình thế ngũ lục pháo rất là rắn giỏi. Bên đen vừa mới thọc xe xuống thì lập tức là bên đỏ đã có những ý đồ mở tốt rồi. Sau ván đấu này thì mời quý vị các bạn tạm nghỉ trong ít phút. Chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi trận đấu cuối cùng, trận chung kết của giải đấu. Và ở trận chung kết thì tôi cũng xin nhắc luôn là hai kỳ thủ sẽ thi đấu một ván cờ duy nhất bốc thăm tiên hậu. Có thời gian là 20 phút và không tích lũy, bên nào thắng là sẽ giành được cúp vô địch. Còn trong trường hợp hòa thì hai bên sẽ đổi màu quân, đổi tiên hậu để đánh thêm một ván cờ chớp sinh tử. Bên tiên có 6 phút không tích lũy, bên hậu có 4 phút không tích lũy và hòa cờ là bên hậu được xử thắng. Giải thưởng dành cho giải đấu các bạn đang xem đây thì có cả giải cá nhân và giải đồng đội. Riêng về giải cá nhân có tất cả 12 giải, trong đó tập trung ở 4 giải nhất nhì ba tư. Giải nhất là gồm có huy chương vàng cộng bằng khen và 3 triệu đồng tiền thưởng. Giải nhì là huy chương bạc cộng bằng khen và 2 triệu 500 nghìn đồng tiền thưởng. Giải ba là bằng khen và 2 triệu tiền thưởng. Giải tư là bằng khen và 1 triệu 500 nghìn đồng tiền thưởng. Hạng 5, hạng 6 sẽ có bằng khen và 1 triệu tiền thưởng. Hạng 7, hạng 8 sẽ có bằng khen và 500.000 đồng tiền thưởng. Hạng 9 đến hạng 12 sẽ có bằng khen và 200.000 đồng tiền thưởng. Còn riêng về giải đồng đội thì sẽ được nhận cúp vàng, huy chương vàng cho đội vô địch, cúp bạc, huy chương bạc dành cho đội thứ nhì và cúp đồng, huy chương đồng dành cho đội thứ ba. Và xét điểm đồng đội thì như sau, nó sẽ phụ thuộc vào kết quả của cái đơn vị đó ở cả hai bảng A và bảng B. Và tính cho các kỳ thủ, cho một kỳ thủ xuất sắc nhất của đội đó ở bảng A và đội đó của ở bảng B cộng lại, bên nào mà có tổng số lút thấp hơn thì sẽ xếp trên. Trong trường hợp hai bên mà có cùng tổng số lút như nhau thì sẽ phải phân định đến thứ hạng của kỳ thủ ở bảng A của mỗi đội. Kỳ thủ nào xếp cao hơn thì đội đấy sẽ là đội có cái điểm đồng đội tốt hơn. Và lúc này đây thì bên đỏ đã đi lướt cờ mã 3 tấn 4 rồi. Và giờ chúng ta hãy xem bên đen sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này. Và kỳ thủ bên đỏ đang thể hiện được một cái phong độ rất cao và đánh rất vững vàng, cẩn thận. Và đường đi lướt bước của kỳ thủ cầm bên đỏ là rất ổn định. Và tôi thấy là kỳ thủ Vũ Huy Tuân của câu lạc bộ Hạ Long ngồi bên tay trái, anh ấy chưa có một sơ suất gì tại giải đấu năm nay. Và đội tuyển Hạ Long đang đứng trước một cái viễn cảnh tươi đẹp là có thể vô địch luôn cả nội dung cá nhân và vô địch luôn nội dung đồng đội. Nếu như kỳ thủ Vũ Huy Tuân giành quyền lọt vào chơi chung kết thì anh sẽ gặp người đồng đội là anh Hứa Quang Việt ở trận đấu cuối cùng. Và chắc chắn là đội tuyển Hạ Long sẽ vô địch giải đồng đội bởi vì không có đội nào có thứ hạng xếp lút nhỏ hơn đội đấy nữa. Như vậy là đấu tốt rồi. Bên đen đã đi lướt cờ xe 8 bình 3 và giờ đến lượt bên đỏ đi.
bên đỏ sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này. Thời điểm này là thời điểm rất nước sôi lửa bỏng đối với cả hai kỳ thủ. Thời gian thi đấu của hai bên chỉ vẻn vẹn là 20 phút thôi, không có tích lũy. Bên nào dụng kim trước, bên đấy sẽ xử thua. Và lúc này là bên đỏ đang khó đi. Mặc dù thế trận của bên đỏ chưa mảy may xây sát, nhưng mà để đường đi lướt bước rất khó khi mà bên đen đã có hai xe kiềm tỏa cánh mã bên trái rồi. Và chỉ cần con pháo nó di chuyển là sẽ chết mã ngay. Đấy, cho nên lúc này là lúc bên đỏ sẽ phải cẩn thận tính đường một cách rất kỹ càng. Và thế trận của bên đen đang hoàn toàn là đang rất yên ổn. Như vậy là sau tình huống khó đi thì kỳ thủ Vũ Huy Tuân đến từ câu lạc bộ Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định xe 9 bình 8. Đây là một lượt đi để gọi là mở mặt xe, đưa con xe xấu ra vị đẹp, chờ đợi một cái thời cơ nào đó. À, tuy nhiên lượt cờ này cũng sẽ khiến cho bên đỏ bị đối phương có thể khai thác vào đường biên. Hình thế tiếp theo đến lượt kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của câu lạc bộ Kiến An Hải Phòng sẽ là người ra đòn. Rồi, như vậy là bên đỏ, bên đen đã đóng ngược lại pháo đầu để bắt tốt đầu rồi, ép cho bên đỏ phải rút lui mã 3 thoái 4. Và còn trên bàn cờ con thì các bạn đang xem ở góc trái màn hình là trận đấu giữa kỳ thủ lão tướng Trương Mạnh Toàn, chủ nhiệm của câu lạc bộ Tam Điệp Ninh Bình, gặp kỳ thủ Hứa Quang Việt, kỳ thủ đang dẫn đầu giải đấu với 6 trận toàn thắng của câu lạc bộ Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Vâng, ván đấu tâm điểm ở bảng số 1 của bảng B đang diễn ra rất gay cấn, rất khó lường. Vâng, hai kỳ thủ đang có những cái màn tranh chiến phải nói là thú vị và quyết liệt. Bên đen đã phản nhập trung pháo rồi và tấn pháo đường biên để đánh phá ngay về trận địa của bên đỏ. Giờ các bạn hãy xem tiếp đến đây thì kỳ thủ cầm quân đen sẽ xử lý như thế nào trong bối cảnh tiếp theo. Nhập máy.
Thời gian thi đấu của kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của câu lạc bộ Kiến An Hải Phòng đang nhiều hơn một chút. Và hình cờ này anh ta đang nghĩ cách, một là đâm pháo 1.3 để chiếu, hai là có thể pháo 1.5 để vật vào tốt đầu. Và bối cảnh lúc này là đang rất là khó nghĩ, vì ván cờ này là ván cờ rất là quan trọng, quyết định đến việc là hai kỳ thủ sẽ xếp hạng như thế nào sau giai đoạn 1. Nếu kỳ thủ Vũ Huy Tuân mà không thua thì anh ta sẽ hoặc nhất hoặc nhì thôi. Như vậy đến đây thì kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm vẫn chưa đi quân. Và đây là một nước đi có lẽ là rất quan trọng, nên anh ấy cần phải đầu tư một khoảng thời gian dài hơn. Còn bên bàn cờ con thì tình hình của lão tướng Trương Mạnh Toàn của Tam Điệp Ninh Bình vẫn đang khá là nguy hiểm. Và kỳ thủ cầm quân đen đang chơi những đòn đánh rất là chắc tay. Và anh ta đang hơn 2 tốt so với đối phương và tìm cách để đấu bớt, để giảm bớt quân lực của bên đỏ và sẽ đưa về phần cửa tàn ưu thế. Có lẽ là sẽ khó có kỳ thủ nào có thể vượt mặt được kỳ thủ Hứa Quang Việt ở bảng A để có thể giành quyền vào chơi chung kết. Và đội tuyển câu lạc bộ Hạ Long của thành tỉnh Quảng Ninh đã chắc chắn có một người tham dự trận đấu cuối cùng rồi. Như vậy là trở lại về ván đấu thì bên kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của Kiến An Hải Phòng đã quyết định đi lực cờ rất cứng rắn, đó là pháo 1.5 để hình thành lên thế trận pháo đầu đóng chặt. Đấy. Và hình thế lúc này thì buộc bên đỏ đã đổi quân, sau đó lại có lực cờ tượng 7.9 rồi. Và hình thế của hai bên đang phải nói là hết sức là gay cấn luôn. Kỳ thủ cầm quân đen vẫn có cơ hội để chiến thắng trong ván đấu rất quan trọng này. Nếu như kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm thắng được kỳ thủ Vũ Huy Tuân thì anh ta sẽ nhảy lên để chiếm vào một trong hai vị trí dẫn đầu sau 7 vòng và sẽ được tham dự trận chung kết hoặc trận tranh 3-4. Và lúc này thì trên bàn cờ con có lẽ là cao thủ Hứa Quang Việt của đội tuyển Quảng Ninh đã không còn đối thủ nữa. Khi đã có thế công xe mã 2 tốt rất là mạnh, đã bẻ gãy được sĩ tượng của đối phương rồi. Và nhiều khả năng là kỳ thủ cầm quân đen sẽ đứng đầu bảng với thành tích tuyệt đối là 7 trận thắng cả 7.
ván đấu đang diễn ra hết sức là nóng bỏng. Trong khi đó thì bên ở bàn cờ to thì lúc này đây thì tình huống đang giúp cho bên đen sẽ dần dần gọi là khống chế được cục diện. Kỳ thủ cầm quân đen đang có một cái ưu thế về trận hình khá lớn. Vấn đề là anh ta có thể biến cái sự ưu thế này thành một chiến thắng hay không thì chúng ta hãy xem. Lúc này là tình hình mà bên đỏ đã bị phản tiên rồi. Bên đen đã hơn được tốt đầu và hai các vị quân và xe phóng mã tốt đều đang đẹp hơn so với cả kỳ thủ Vũ Huy Tuân của đội Hạ Long. Và nếu như kỳ thủ Vũ Huy Tuân mà thua thì chắc chắn là đội tuyển Hạ Long sẽ không thể ám chọn được giải cá nhân, bởi vì họ chỉ có một suất vào chung kết nhờ sự xuất sắc của anh Hứa Quang Việt thôi. Như vậy là đến đây thì bắt đầu có câu chuyện khác. Tình hình này là tình hình mà bên đỏ đang gắng gượng hết sức để đỡ hòa. Bởi vì vào hòa ván cờ này thì kỳ thủ Vũ Huy Tuân chắc chắn sẽ đứng ở một trong hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 7 vòng. Và bên đen thì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được. Bên đen đã quyết định tăng cường sức mạnh tấn công bằng nước đi binh 5 tấn 1 để có thể thông lộ mã 7. Và các bạn thấy rằng lớp cờ binh 5 tấn 1 là lớp cờ rất hay của kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm đang có thể phục nước đi mã 7 tấn 5. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem đến đây thì bên đen sẽ ứng phó như nào. Bên đỏ đang đi lướt cờ pháo 6 thoái 1, đang có ý định là pháo 6 bình 7 để bắt xe và bắt mã của bên đối phương đây. Và một lướt đi khá hay của kỳ thủ cầm quân đỏ. Và lướt cờ này đến lượt bên đen sẽ phải tính được. Như vậy là đã đi lướt cờ mã 3 tấn 5 rồi. Và chấp nhận cho đối phương luồn pháo vào để có thể bắt xe. Bên đỏ pháo 6 bình 7 bắt xe, bên đen xe 3 bình 6 ngay.
Như vậy là trận đấu đang diễn ra một cách cực kỳ là cao trào. Bên đỏ đã tấn xe điểm huyệt, dọa đánh cục, buộc bên đen phải lên tượng. Sau đó kỳ thủ Vũ Huy Tuân của câu lạc bộ Hạ Long đã có đường đi xe chọc súng hoa, ý định là cắt vào tượng ngũ để tiếp tục hỏi cục. Tuy nhiên thì kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của Kiến Hà Hải Phòng cũng đã đỡ một đòn đánh rất cao, đó là tượng 5 tấn 3 vừa thủ lại ngầm công đang dùng mã để dọa bắt xe, buộc đối phương phải xe 6 thoái 2. Và giờ chúng ta hãy xem tiếp, đến đây thì kỳ thủ cầm quân đen sẽ xử lý tiếp theo. Và hình thế này là hình thế đang diễn ra vô cùng là phức tạp. Và bên đen chắc có ý định để đội tốt 5 qua sông rồi. Như vậy là đi lực cờ binh 5 tấn 1. Và con tốt này đã qua sông là một cái gai rất khó chịu dành cho trận địa của bên đỏ. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ không còn nhiều nữa. Mỗi bên chỉ còn lại hơn 6 phút thôi. À, như vậy là thủ pháp tiếp theo cũng là một thủ pháp truyền hình rất là tài tình. Đi lực cờ pháo 7 bình 8 đang dọa lực đi tiếp theo, đó là pháo 8 tấn 5. Pháo 8 tấn 5 để bắt trực tiếp vào con mã của đối thủ. Rất hay. Như vậy là một đường cờ che xe cực kỳ khéo léo của bên đỏ. Binh 5 bình 4 đang đe dọa lực cờ vỗ xe sang lộ 4 để có thể chiếu tướng rời hình. Trong khi đó thì bên đỏ cũng đang tăng cường tốc độ tấn công rồi. Xe pháo 8 tấn 5 đang dọa bắt con mã ngũ của bên đen đây. Và tình thế lúc này là đang diễn ra phải nói là hết sức là gay cấn. Cực kỳ gay cấn luôn. Như vậy là buộc phải vỗ chiếu rồi. Và giờ sẽ đi đâu? Chúng ta hãy xem tiếp. Và chúng ta hãy xem tiếp trong tình huống này. Ván cờ đang có những phút giây phải nói là lắng đọng và vô cùng hồi hộp. Và trận đấu đang rất hay. Và chỉ một chút sơ sẩy thôi là cả hai bên sẽ phải trả giá vào một trận thua. Và xin nhắc lại, đây là ván đấu cuối cùng của giai đoạn 1, ván thứ 7. Ai thua trong ván đấu này thì chắc chắn là sẽ bay ra khỏi top, có thể tranh đua thứ hạng. Còn kỳ thủ thắng thì sẽ có hy vọng để vào chơi chung kết. Vâng, xin chào anh Trương Văn Thi, xin chào tất cả quý vị các bạn yêu cờ. Các bạn đang xem đây là ván đấu cuối cùng của giai đoạn 1 ở bảng B. Bảng A đã ngã ngũ với việc là anh Hứa Quang Việt, cao thủ của câu lạc bộ Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, đã đạt được thành tích tuyệt đối 7 ván thắng và đã vào chung kết. Còn ai sẽ là người đối thủ của anh trong trận đấu cuối cùng hạ màn đó, chúng ta sẽ xem sau khi biết được kết quả của ván đấu này. Ngoài hai kỳ thủ là Vũ Huy Tuân và Lê Trắc Nghiêm đang tranh đua một suất vào chung kết thì còn lại các kỳ thủ khác như là Nguyễn Văn Tuấn của Song Hào Nam Định hay là Nguyễn Văn Minh của kỳ thủ của đội tuyển Kinh Bắc của tỉnh Bắc Ninh cũng đang ngấp nghé khả năng xếp vị trí số 1 nếu họ có thành tích tốt ở bàn đấu cuối cùng và chờ một cái kết quả có lợi ở bàn đấu các bạn đang xem. Hình thế này thì đến lượt bên đen đi. Thời gian thi đấu của bên đen còn lại là gần 4 phút, tức là kém hơn so với đối phương là hơn 2 phút rồi. Và xin nhấn mạnh rằng là thể thức thi đấu đó là không có tích lũy, chỉ có 20 phút là sẽ hạ màn. Bên Lào dụng kim trước, bên đấy sẽ bị xử thua. Và đến đây, đến lượt bên đen sẽ phải xử lý rồi. Có thể đi lướt cờ mã 5 tấn 6 được không? Đang đe dọa bắt tượng ngũ của đối phương. Chúng ta hãy thử phân tích. Đang đe dọa bắt tượng ngũ. Theo quan điểm của tôi là hoàn toàn có thể chơi được. Tuy nhiên anh ta lại đi lướt cờ binh 7 tấn 1. Khá ngạc nhiên cho thủ pháp này của bên đen. Lướt cờ mã 5 tấn 6 là có thể ăn thẳng vào tượng ngũ cũng được. Như vậy là kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của Kiến Hàn Hải Phòng đã chấp nhận bỏ mã để có thể đưa cả hai tốt vượt sông. Và tuy nhiên sự lựa chọn vừa rồi tôi đánh giá là nó chưa được hợp lý cho lắm. Bên đen hoàn toàn vẫn có thể cứu được mã. Và hoàn toàn có thể cứu được mã, nhưng anh ta lại không thực hiện theo kế hoạch đó mà lại bỏ mã để sang sông hai tốt.
Nhưng mà vấn đề là bên đỏ quân lực vẫn còn rất là khỏe. Thứ hai nữa là bộ gọng sĩ tượng vẫn còn rất là tròn. Vì vậy là khả năng đến đây thì nhiều người nghĩ rằng sẽ là một cuộc chiến chung kết nội bộ giữa hai vận động viên của đoàn Hạ Long. Đó là anh Vũ Huy Tuân và anh Hứa Quang Việt. Và đội tuyển Hạ Long cũng sẽ chắc chân giành vị trí số 1 của nội dung đồng đội. Và việc phế quân của bên đen đang thực sự là tốn công vô ích. Bên đỏ đã đi những bước đi quá là vững chắc để tiến đến trận đấu cuối cùng rồi. Và hình thế này là hình thế bên đỏ đang hơn quân, hơn thế và sẽ không mấy khó khăn để giành được chiến thắng trong ván đấu thứ 7 và sẽ tái ngộ người đồng đội là Hứa Quang Việt của đội tuyển Hạ Long ở trận đấu chung kết sau đây ít phút nữa. Và như vậy là giải thi đấu cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020 đang có những diễn biến rất có lợi cho đội tuyển Hạ Long. Họ đang thắng lớn tại sân chơi này khi mà có thể về đích sớm ở vị trí nhất cá nhân cũng như là nhất đồng đội. Rồi, khó khăn muôn trùng dành cho bên đen rồi. Mặc dù có con tốt qua sông quấy nhiễu thật nhưng mà thế trận của bên đen không ổn. Bên đỏ đã nhảy mã 4 tấn 5, lúc sau là phục công thế, đó là pháo 4 bình 5, là khả năng là bên đen sẽ thua ngay. Rồi, khó khăn muôn trùng rồi. Sẽ là ăn xe sang tốt được không? Hay là như thế nào? Như vậy là xe 5 bình 2. Vâng, rất cao. Và anh ta đã đi những nước cờ phải nói là rất hay. Chém xe, phế xe ngay. Nếu ăn tướng ra là sẽ đòn mã 5 tấn 4. Vâng, mã 5 tấn 4. Nước cờ này, nước cờ phải nói là rất là tinh diệu của bên đỏ. Vì vậy bên đen buộc phải thượng tướng, sau đó là thủ pháp. Mã 5 tấn 4 lao mã tới, vừa để cứu cây và vừa để có thể giành được thực lợi trong ván đấu này. Vậy, chiếu tướng và sẽ là đấu xe.
Như vậy là khó quá. Hình này là hình gần như không để chống đỡ được rồi. Và những phút giây gắng gượng cuối cùng của kỳ thủ Lê Trắc Nghiêm của Hộ Kiến An Hải Phòng, nhưng có lẽ sẽ không thể làm gì được hệ thống của bên đỏ. Bên đỏ đang tiến những bước tiến rất chắc chắn, đặc biệt bên đỏ lại đang hơn giờ rất nhiều so với cả bên đen. Bên đen đã không còn cơ hội để có thể đỡ hòa được nữa. Vâng, đang dọa cục. Và chúng ta hãy xem những phút giây cuối cùng sẽ là như thế nào. Và chiếu tướng ăn tượng được chưa? Còn có mấy giây thôi. Mắt chết pháo rồi. Thua rồi. Như vậy là đã hết giờ. Và xin chúc mừng kỳ thủ Vũ Huy Tuân của câu lạc bộ Hạ Long đã có một chiến thắng rất xứng đáng. Và anh đã độc chiếm ngôi đầu. Như vậy là trận chung kết của giải đấu cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020 là cuộc đấu nội bộ của đoàn Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ nhà, khi mà hai kỳ thủ Hứa Quang Việt nhất bảng A gặp kỳ thủ Vũ Huy Tuân nhất bảng B. Xin chúc mừng câu lạc bộ Hạ Long